gì cũng xin lỗi. Hàn gắn những vết thương thôi. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngại gì nói câu xin lỗi. Buồn phiền rồi sẽ xin lỗi siêu kỳ. Má ơi, má ơi. Bảo bảo của má về rồi má ơi. Ừ, về rồi hả con? Dạ, má. Ừ, coi coi rồi, rồi nghỉ ngơi rồi tắm rửa rồi ăn cơm. Dạ. Mà trước khi ăn cơm á, con có một cái món quà này con mới đưa cho má. Nữa, bữa nay có quà nữa hả? Dạ. Nơi, đâu, đâu, quà nào đâu, đưa má coi coi. Cái gì vậy? Tên, 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 tên. Cái gì vậy? Má, má cầm đi. Mà cái gì đây? Má cứ cầm đi, tiền lương của con đó. Hả? Tiền lương tháng đầu của con? Dạ. Trời Phật ơi, vậy là con tôi giỏi quá. Con tôi đã đi làm thật sự, rồi nó lãnh được lương tháng đầu tiên rồi. Má, kể từ bây giờ á, má cứ yên tâm về bảo của má. Tháng nào bảo của má cũng sẽ đem tiền về đưa cho má để trang trải những chuyện trong nhà. Đúng rồi, má mừng thật sự đó. Tự vì má tưởng đâu là con sẽ suốt đời không có làm được cái chuyện gì hết, cứ ở nhà hoài cho má rầu thúi ruột luôn á chứ. Đó là bảo của ngày xưa thôi. Bảo của bây giờ khác rồi. Rồi má biết rồi. À, sao tiền nhiều vậy con? 7 triệu đó. Ở đâu ra 7 triệu? À, tiền lương thử việc của con chỉ có 4 triệu mà. Nói má nghe coi, tiền này là ở đâu nó thành 7 triệu? 7 triệu này là cả một bí quyết nha má. Bí quyết gì nói má nghe coi nè. Mà cái bí quyết này á, nó nằm ở cái tầm bí mật, nên con không nói cho má nghe được. nếu khó nói quá không nói cho má nghe thì thôi, thì má không có nhận tiền này đâu. Con cất đi. Ê, gì kỳ vậy má? Chứ tiền sao? Con đưa má không nhận. Thì nhận nhưng mà phải nói cho má biết là tiền này ở đâu ra. Thì chuyện làng dày. Ừ. Má cũng biết rồi đó. Cái cửa hàng ở chỗ con làm á, khách lúc nào cũng đông hết á. Có mình con nè, nên con sửa chữa con làm không có kịp, nên con mới nghĩ ra một cách. Cách gì? Là cái chỗ con khách vô ha. Ừ. Cái máy của khách hư á. Ừ. Là máy mới, máy cũ, hơi ít hư nhiều gì đó. Con kêu khách á là thay hết. Xong má biết sao không? Mấy cái linh kiện cũ á, ở trong tiệm á, con mới đem con gắn vô cho khách mà còn xài được nha má. Còn mấy cái đồ mới của khách á, con đem ra ngoài con lén ông chung, con bán con lấy tiền. Cái số tiền này á là cái số tiền bán linh kiện con có được đó má. Trời ơi, Bảo ơi là Bảo, sao con dám làm như vậy? Ồ, con làm gì cũng bình thường chứ có gì đâu má. Má nói con nghe nè, nếu mà khách đông con làm không kịp thì là con phải nói ông Trung là bớt bớt giao việc cho con đi. Còn cái nào mà khó khăn quá con làm không được á thì từ từ mà học, con học dần dần. Rồi nó sẽ lên lần rồi lên tay nghề. Rồi con sẽ thành thạo thôi. Chứ con làm kiểu đó, lấy của người ta như vậy là má thấy không ổn, không có được đâu con, không có nên. Má ơi là má. Nè nha, cái chuyện làm như vậy á thì không phải riêng một mình con làm đâu, mà tất cả những tiệm khác ai cũng làm như vậy hết đó má. Ai làm thì mặc ai. Con cứ biết làm ăn trong sạch chân chính là tốt rồi. Cái đó là cái đạo đức của nghề đó. Con không phải học ai hết. Bây giờ má nói con nghe nè, chỉ còn có một cách như vậy thôi nè. Sao má? Bây giờ con đem cái tiền này á, con lên con đưa cho ông Trung. Tôi những tiền con làm ra, giờ bắt con đem lên con đưa lại cho ông Trung. Vậy coi như cái cách của con là giờ là tiền người ta hưởng hả? Bây giờ má nói cho con nghe nè, ông Trung ông là người đàng hoàng. Ông thấy con như vậy á, con thành thật như vậy thì ông sẽ bỏ qua cho con. Rồi từ từ tay nghề con sẽ cao, lương con lần lần sẽ cao. Rồi mình sẽ kiếm tiền một cách dễ dàng. Đâu có cần phải là làm cái chuyện mà mờ ám phi pháp như vậy đâu. Nếu con không chịu thì thôi. Thì thôi, má gửi lại con đó. Nếu mà má gửi lại con á,
con lấy. Tự nhiên tiền công sức con làm ra giờ mới bắt con đưa cho ông Trung. Nếu mà không lấy đúng không, con lấy tiền này con rủ đám bạn con đi nhậu cho đã. Tự nhiên cái tiền mình làm ra đưa cho người khác hưởng, mệt má quá. Đưa tiền má không lấy, tự nhiên đưa qua đưa lại nữa. Cái thằng này nè, má chưa nói hết chuyện mà. À, vào đi. Dạ, con chào chú. Ừ, ngồi xuống đi. Dạ. Dạ, nay chú gọi con qua có chuyện gì không chú? Có chuyện mới gọi chứ, chẳng lẽ kêu con lên đây uống trà. Dạ, rủ con uống trà, tâm sự chứ. Rồi, uống miếng đi. Dạ, dạ, con xin. Ừ. Công việc có tiệm ổn không? Dạ, ổn lắm. Dạo này con thấy là mình làm việc bình thường luôn á. Ừ. Nè, cái laptop mà đợt trước tôi đưa cậu á, sửa xong chưa? Nó bị hư gì á? Dạ, em nghĩ là nó bị hư phần mềm. Mà mấy bữa nay bận quá, làm nhiều việc nên chưa kiểm tra nữa. Hư phần mềm đó hả? Dạ. Rồi cậu không thay mới luôn hả? Thay mới linh kiện đi, rồi giao cho nó nhanh, được không? Ủa, là sao chú? Thì tôi nghe nói khách hàng dạo này họ cũng thắc mắc ở cái tiệm của mình. Họ nói là chứ cái laptop nào mà đem tới đây mà gặp cậu á thì họ hầu như là không phải sửa mà thay mới. Mà thậm chí không phải là thay mới nữa mà nghe nói đâu là lấy đồ cũ rồi bỏ vô rồi thay mới, có phải vậy không? Dạ đâu có. Chắc trùng hợp thôi, là nhiều cái máy mà nó hư cùng một lúc là cần phải thay á thì con mới thay, chứ không cần mình thay làm chi chú. Nếu cậu nói như vậy thì tôi cũng an tâm chút xíu. Dạ. Chứ còn nếu mà cậu làm bậy bạ một xíu mang tiếng cả cái tiệm này nghe chưa? Dạ con biết rồi. À, cái laptop mà ngày hôm qua đó tôi đưa cho cậu sửa đó, sửa xong chưa? Dạ cái đó thì á, đây chú, con ưu tiên là con sửa trước luôn, sửa trước mấy cái kia. Đâu à, rồi nó bị gì vậy? Dạ nó bị hư cái linh kiện bên trong á, rồi con kiểm tra cái con cũng thay mới luôn rồi. Có sửa chữa gì không mà thay linh kiện liền vậy hả? Có coi gì không? Dạ có, hư về phần cứng này là chỉ có thay thôi chú. Ừ. Thôi được rồi nha, hôm nay tôi nói gì đi. Dạ. À, rất cảm ơn cậu mấy hôm nay hợp tác ở đây làm việc cho tôi ha. Dạ. Thì hôm nay cậu có thể làm đơn xin nghỉ việc đi ha. Ủa, là chú đuổi con hả? Chứ sao nữa. Ôi, sao tự nhiên chú đuổi con vậy? Bây giờ tôi nói rõ cho cậu biết nha. Đây, cái laptop này là của tôi chứ không phải của khách. Hả? Hiểu chưa? Và hoàn toàn không hề hư. Không hề hư. Tôi chỉ giả bộ đưa cho cậu sửa thôi, để tôi coi thái độ của cậu làm việc thế nào. Có gian dối trong cái chuyện mà sửa chữa người ta không? Rõ ràng bây giờ laptop người ta không hề hư. Vậy mà cậu nói là cậu phải thay đổi linh kiện. Cậu thay đổi linh kiện cái gì ở đây? Thay đổi cái gì ở đây? Dạ chú, con lỡ lần này, con lỡ con thay rồi. Để con về con rắn vô. Chú tha lỗi cho con lần này nha chú. Đây, tôi đã soạn sẵn rồi nè. Đây là cái bản hợp đồng gọi là bồi thường. Cái hợp đồng cho cậu ha, rồi bồi thường tất cả những cái gì mà cậu đã làm thất thoát, hư hỏng của tiệm này. Tôi đã ghi hết rồi đó. Nhưng mà tôi bồi thường cậu rất ít nha. Cậu biết là tất cả cậu làm của người ta, bao nhiêu cái lá đơn người ta đem ra đây người ta kiện tôi không? Dạ không có một tiệm mà một lần à. 50 người kiện mà tới 100 cái laptop. 100 cái laptop có tính ra bao nhiêu tiền? Trên 100 triệu chứ. Một cái máy cậu mở linh kiện ra, cậu đổi linh kiện khác, chứ trung bình một cái tính 1 triệu thôi là cả 100 triệu đồng. Cậu thấy chưa? Bây giờ tôi nói cho cậu biết nha. Ngay lập tức ha, cậu về nhà, cậu gom tiền đem ra đây, chỉ cần 100 triệu để bồi thường khách hàng thôi ha, làm gấp cho tôi. Còn nếu không ha thì chờ ngồi tù. Chú, 100 triệu nữa sao mà con đền nổi? Số tiền này lớn lắm á chú. Chú coi không, bây giờ chú cho con cơ hội đi, con sẽ làm được, con trừ lương từ từ vô. Chứ bây giờ mà 100 triệu mà có liền thì không có nữa chú. Tôi nói thiệt, bây giờ cậu có muốn cái gì tôi cũng dám cho cậu làm. Cậu mà làm nữa chắc cái tiệm tôi đóng cửa luôn á. Bây giờ nè, cậu đã là người phá hư máy móc người ta thì phải có nhiệm vụ bồi thường cho người ta, rõ chưa? Ủa, sao đi làm rồi ngồi đây? Má, cái gì vậy? Má, cứu con má ơi. Bảo, có chuyện gì vậy?
Má phải cứu con. Má mà không cứu con là con chết mất nữa má. Nhưng mà có chuyện gì nói má nghe coi. Má, ông Trung ông phát hiện ra rồi. Ông biết con lấy linh kiện của công ty, rồi lừa dối khách hàng, lấy linh kiện của khách hàng đem ra ngoài bán. Bây giờ ông bắt con bồi thường 100 triệu. Hả? Một trăm triệu. Má, ông nói là nếu con không bồi thường 100 triệu á, là ông sẽ bắt con giao cho công an đó má. 100 triệu? Nhà mình làm sao có đủ 100 triệu để mà trả cho người ta? Thì má phải tìm cách cho con đi, nếu không á, là con phải đi tù đó má. Bây giờ má cũng hết cách rồi. 100 triệu, làm sao mà má có tiền để đưa con trả nợ cho người ta chứ? Má hết cách rồi. Má hết cách rồi. Má hết cách là con phải đi tù đó má. Bảo, má hỏi con có thấy hối hận về việc làm phi pháp của con chưa? Con biết là con sai, con hối hận lắm má. Mà con không muốn ở tù đâu. Con không có muốn ở tù đâu má. Được rồi. Nếu con nhận thức được cái sai của con là tốt rồi. Mọi chuyện của con ở trên tiệm để má lo cho. Má lo? Má giải quyết hết rồi. Má giải quyết hết? Má có cách hả má? Má giải quyết bằng cách nào vậy má? Bảo à, ông Trung ở trên tiệm đã nói cho má nghe hết rồi. Thật ra là ông Trung chỉ hù con thôi, để mà con biết cái sai của mình, để mà chỉnh đốn lại, sửa sai, để hướng thiện thành người tốt. Ông nói ông cũng biết, tuổi trẻ bây giờ tụi nó háo thắng lắm, nó hay nhầm đường lạc lối, nên ông mới bày ra cái cách đó để mà dẫn con về cái đường hướng thiện thôi. Má, má nói như vậy là má đã biết hết tất cả mọi chuyện hả má? Con biết sai rồi má, con biết là lỗi của con. Nhưng mà ngày trước á, con nghe lời má, con làm ăn chân chính đàng hoàng á, thì bây giờ đâu có xảy ra cớ sự của ngày hôm nay. Má, con xin lỗi má. Kể từ bây giờ, con hứa với má là con sẽ không bao giờ tái phạm nữa nha má. Người con xin lỗi không phải là má, mà là ông Trung đó. Chỉ cần con chứng minh được những cái việc làm của con là con biết ăn năn hối lỗi, con biết sửa sai, con biết làm việc tốt, thì má nghĩ là ông Trung sẽ bỏ qua cho con, là con sẽ làm lại từ đầu thôi. Con hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Con hứa con sẽ không tái phạm nữa. Con cảm ơn má. Con cảm ơn má nhiều lắm. Cái thằng già đầu rồi mà còn không biết cái gì hết á. Chỉ có một cách đi, một con đường lâu dài, đó chính là sự tận tâm, cố gắng bằng công sức của mình. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngày gì nói con xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ